Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh Cường Hàng Bãi ạ. Hôm nay em có về thêm được một số món đồ nghề Nhật Bãi nữa nha bác. Hôm nay thì có một cái đèn dầu này, rồi cái cặp lồng để đựng thức ăn này, và một số bình giữ nhiệt xẻng, cuốc xẻng đây nha bác. Rồi một số mẫu úa này, và có một số mẫu kìm nữa nha bác. Đó, mỏ lết này, cưa, và một số mẫu như cân điện tử, rồi đèn pin này. Đó, và rìu và dao bếp nha bác. Hôm nay là mã em mã số E1 và một cái đèn dầu nha bác. Đây. Đây, cái đèn này là đèn của Nhật này. Đó, có chữ Nhật Made in Japan này. Cái này hàng mới chưa xài nha bác, còn nguyên bọc này. Đó. Này về đây nó có một cái chỗ để các bác đổ dầu vào đây nhá. Đó, về đổ dầu vào đây để sử dụng này. Nó có nắp đậy đây. Và nó có một cái khóa để điều chỉnh sáng to sáng nhỏ này. Đó, một chiếc đèn dầu hàng mới chưa xài của Nhật nha bác. Đó, và cái này thì nó có một cái quai sách đây nha bác, ở phần trên đầu nó có một cái quai sách. Đó, chiếc đèn E1 này là 280.000, E1 280. Mã số E2 là một cái cặp lồng nha bác. Đó, một cái cặp lồng này hàng của Đức này, có logo hình người của hãng Yulin, Made in Germany này. Đó, cái này bằng inox nha bác. Đó, bằng inox. Ở bên trong của nó thì có hai cái khay để đựng đồ ăn này bác. Đó, một cái khay nhỏ và một cái khay to này. Nó đựng đồ ăn. Đây. Và phần dưới này thì có thể sử dụng đựng cơm nha bác. Đựng cơm này. Cái lồng ở bên trong thì cao được 13 cm này, 13 cm. Này các bác đựng cơm trong này. Và hai cái khay này thì sử dụng đựng đồ ăn thức uống này. Đó. Đó, tính ra là nó có 3 tầng luôn nha bác, 3 tầng. Bằng inox nha bác. Đó, có nắp đậy. Có một cái quai sách đây nha bác, quai sách. Đó. Chiếc này còn rất là mới luôn, hàng của Đức. Cái này mấy bác làm công ty, làm văn phòng thì có thể sử dụng cái này để đựng cơm rồi đựng đồ ăn mang theo đi làm nhá. Đó, rất là tiện lợi luôn. Bằng inox rất là sạch sẽ này. Đó. E2 là 250.000. E2 250.000. Mã số E3 là một cái bình giữ nhiệt nha bác. Bình này thì thể tích của nó là 1 lít này. Đó. Thể tích nó là 1 lít đây. Đó. Cái này thì bình này có thể các bác vừa sử dụng nước nóng được mà nước lạnh cũng được nhá. Đó, có một cái lưới để lọc cấn, lọc bụi bẩn này. Đó. Vừa sử dụng nóng lạnh đều được. Và nó giữ nhiệt được khoảng 10 đến 12 tiếng nha bác. Đó, có này nó có hai màu này. Đó, màu trắng và màu xanh rất là đẹp luôn này. Có một cái quay sách bằng da nhé, quay sách bằng da, thể tích là 1 lít nha bác. Đó. Cũng còn rất là mới này. Chiếc bình giữ nhiệt E3 này là 150.000. E4 cũng là một cái bình giữ nhiệt của Đức nha bác. Bình này thể tích cũng là 1 lít luôn, có logo hai hình người này, của hãng Yulin, Made in Germany này. Đó, Made in Germany. Đây, ở bên trong của nó thì cũng có một cái miếng lưới để lọc cấn, lọc bụi bẩn đây. Cũng vừa sử dụng nước nóng và nước lạnh đều được nha bác. Đó, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Có quai sách bằng dây da đây. Đó, thể tích cũng là 1 lít. E4 là 220.000. E4 220. Mã số E5. E5 là một cái lưới xẻng quân đội nha bác. Đó, này lưỡi xẻng của quân đội Nhật này. Chiều dài lưỡi xẻng là được khoảng tầm 22 cm. Và bản lưỡi thì rộng được 15 cm. Lưỡi xẻng này thì nó dày được nó dày 2.5 ni nha bác. Nó dày 2.5 ni, rất là dày, cứng cáp luôn. Đó, đây cái này của hãng Golden Star này, năm 1989 này. Đó, lớp sơn mạ còn này, chưa có bị oang chóc. Này người ta cắt cụt cán rồi nha bác. Các bác về tháo con ốc này ra rồi chế lại cán nhá. Đó. Đây cũng còn một số lưỡi đây bác. Nó có 3 hãng khác nhau này. Đây của hãng Asaka này, năm 1990. Và lưỡi này là của hãng Imoto Hamono này, năm 2004 này. Đó, tất cả thì còn rất là đẹp nhá. Đó. E5 này là 150.000 một lưỡi nha bác. E5 150.000. Mã số E6. E6 là một cái chiếc xẻng xẻng đào này bác, xẻng mũi nhọn loại lớn nha bác.
Chiều dài phần lưỡi xẻng thì được khoảng tầm 35 cm này. Lưỡi xẻng dài 35 cm. Lưỡi xẻng dài 35 cm nha bác. Và bản lưỡi xẻng thì rộng được 22 cm này. Độ dày lưỡi của nó thì dày được khoảng gần 2 ly nhá, khoảng 2 ly đấy, rất là dày luôn nhá. Bề mặt lưỡi xẻng đẹp này. Đó. Không có bị rỗ nha bác, bề mặt lưỡi xẻng rất là đẹp luôn. Đây có logo hình con chuồn chuồn này, có chữ steel đây. Đó. Cán gỗ còn đẹp chắc chắn nha bác. Đây tem mát cũng còn luôn. Cây này thì cán nó dài được khoảng tầm cán nó dài là được 70 cm nha bác. Đó, cây này cán dài 70 cm. Cây này các bác mua về sử dụng chuyên đào đất này. Đó, sử dụng đào đất thì rất là tốt nhá. Đó. Chiếc xẻng E6 này là 400.000. E6 400. Mà số E7 là một chiếc xẻng nhọn nha bác. Cây này cũng xẻng nhọn loại lớn nhá. Chiều dài phần lưỡi xẻng là được 28.5 cm. Và bản lưỡi thì rộng là 22 cm nha bác. Đây. Cây này thì bề mặt lưỡi xẻng cũng còn khá là đẹp đấy. Đó, cũng không có bị rỗ nhá. Đây, bề mặt lưỡi xẻng đẹp này. Đó. Cái này cũng có logo hình con chuồn chuồn này. Đây có chữ steel. Có dấu nội địa Nhật nhá. Đó, hàng nội địa Nhật. Cán gỗ cũng còn đẹp chắc chắn đây nha bác. Đó. Chiếc xẻng E7 này là 260.000. E7 260, một chiếc xẻng nhọn lớn. E7 260. Đến mã số E8. E8 là một cái chiếc cuốc đào măng nha bác. Phần lưỡi thì dài được 7.5 cm này và bản lưỡi thì rộng là được khoảng 9 cm nha bác. Đó. Và lưỡi này thì cũng khá là dày luôn đấy. Lưỡi này nó dày được tầm nó dày khoảng tầm 6.5 ly nha bác. Đó, lưỡi này thì mài hai mặt nhá. Đây, lưỡi mài hai mặt 3 lớp thép này. Có chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi này. Đó, bề mặt lưỡi rất là đẹp luôn. Lưỡi thì em có mài lại cho nó sắc bén rồi. Đây, lưỡi mài hai mặt này rất là sắc bén nhá. Bề mặt lưỡi đẹp. Cái cây này thì cán của nó là cán cong này, người ta có làm cái cán gỗ cong nha bác. Đó, các bác đi rừng mang theo đi rừng sử dụng đào măng này. Đó. E8 là 200.000. E8 200. Số E9. E9 là một cái lưỡi cuốc nha bác. Chiều dài lưỡi cuốc là được 20 cm và bảng lưỡi cuốc là rộng 11.5 cm. Độ dày lưỡi của nó thì nó dày lưỡi dày 4.5 ly nha bác. Đó. Dày 4.5 ly, rất là dày cứng cáp luôn nhá. Đó, bề mặt lưỡi cũng đẹp này, cũng không có bị rỗ nha bác. Đó, không có rỗ này. Đây, lưỡi cuốc đẹp này. Đó. Về các bác chêm cán vào sử dụng nhá. Lưỡi cuốc E9 này là 180.000. E10 là một cái chiếc liềm nha bác. Này một chiếc liềm móc này. Chiều dài phần lưỡi liềm là được khoảng tầm 17 cm và bản lưỡi thì rộng là bản lưỡi rộng khoảng tầm 3.8 cm nha bác. Và độ dày lưỡi của nó thì nó dày được 5 ly này. Đó, lưỡi dày 5 ly. Lưỡi mài hai mặt nha bác. Lưỡi mài hai mặt này, 3 lớp thép. Đó, bề mặt lưỡi đẹp này, cũng còn nước sơn đấy. Đây, nước sơn xanh cũng còn này. Chữ khắc chìm trên bề mặt lưỡi này. Lưỡi rất là sắc bén nha bác. Đó, cái này cán gỗ cũng còn đẹp chắc chắn, tem mát còn luôn. Đó, cái này các bác sử dụng giật những cái cành nhỏ này. Đó, hoặc là giật lá cây, hoặc là cái này sử dụng cắt cỏ cũng được nhá. Đó, dùng cắt cỏ. Chiếc lềm E10 này là 140.000. E10 140.000. E11. E11 là một cái cặp xẻng mini nha bác, xẻng nhỏ. Chiều dài tổng thể của chiếc xẻng này thì được dài tổng thể cả cán là được 39 cm nhá. Dài 39 cm. Phần lưỡi sử dụng thì dài được 14 cm này và bản lưỡi thì rộng là bản lưỡi rộng khoảng tầm 8.3 cm nha bác. Bản lưỡi rộng 8.3 cm. Hai cây này thì cùng một hãng nha bác. Đều là của hãng Sabuten này, Japan, có logo hình cây xương rồng đây. Đó.
Trên lưỡi xẻng có cả vạch chia này, mặt sau thì có các cái thông số ở đây. Đó, cán gỗ cũng còn rất là mới nhá. Đó. Đó, một cặp xẻng này bác trồng hoa, trồng cây cảnh thì có thể sử dụng xới đất này. Đó. Của hãng Saboten. E11 một cặp xẻng này là 170.000. E11 170.000. E12 là một cái cây đục bê tông nha bác. Tổng chiều dài cây đục bê tông này thì được 39,5 cm. Và phần lưỡi sử dụng của nó thì dài là 15 cm. Bản lưỡi là rộng được 10,5 cm. Và độ dày lưỡi của nó thì dày, độ dày lưỡi của nó dày là 7 ni rưỡi nha bác. Đây, lưỡi của nó rất là dày luôn này bác, dày 7 ni rưỡi luôn. Đó, bề mặt lưỡi đẹp nhá. Đó, bề mặt lưỡi láng mịn này, không có rỗ gì cả. Đó. Này, cây này các bác về có thể hàn một cái cán bằng sắt hoặc thép gì đấy vào. Đó, sử dụng đào đất cũng được này. Đó. Cầm rất là nặng luôn này bác. E12 là 320.000. E12 320. E13 là một cây đục bê tông nha bác. Cái này đục bê tông lại nhỏ. Chiều dài tổng thể là được 19,5 cm. Và chiều dài phần lưỡi thì được khoảng tầm 6 cm nha bác. Bản lưỡi rộng là 9 cm này. Và độ dày lưỡi thì nó dày được độ dày lưỡi nó dày khoảng tầm 6 ly nha bác. Nó dày 6 ly. Cái đục này thì là của hãng Mokuba này. Đó, Mokuba Japan. Đây, lưỡi em có mài lại cho nó sắc bén lại rồi nha bác. Mài lại lưỡi cho đẹp rồi. Đó, phần sơn mạ, lớp sơn mạ thì nó cũng bị bong tróc một phần rồi. Đó, do để bãi nên là nó cũng bị bong tróc rồi. Đó. Một cây đục bê tông của hãng Mokuba Japan. E13 là 170.000. Mã số E14. E14 là một cái cây búi bi nha bác. Tổng chiều dài cả đầu búa và cán là được 36 cm. Và chiều dài phần đầu búa là được 11 cm này. Đường kính đầu đóng của nó là được 3,5 cm nha bác. Đường kính đầu đóng 3,5 cm. Đó. Chiếc búa bi này thì nó có chữ khắc thủ công ở trên đầu búa này bác. Đó. Cây này thì rất là hiếm gặp luôn, lần đầu tiên gặp cây búa bi mà có chữ khắc thủ công luôn này bác. Đó. Đầu búa còn đẹp đây nha bác. Đầu búa đẹp này, đầu bi cũng còn đẹp. Đó. Cán chêm rất là chắc chắn rồi nha bác. Cái búa bi này thì nặng được cái búa bi này nặng tổng thể là 900g nha bác. Nặng tổng thể là 900g. Đó, các bác mua cái này sử dụng hoặc sưu tầm được này, rất là đẹp luôn. Có chữ thủ công ở trên đầu búa. E14 là 240.000. E15 là một cây búa đinh. Tổng chiều dài cây này là được 33 cm này. Đó. Và phần đầu búa của nó thì dài được 11,5 cm. Đường kính đầu đóng là được 3 cm này. Đó, đường kính đầu đóng 3 cm. Nó có một đầu tròn để sử dụng đóng đinh đây nha bác. Đó, đầu tròn này đóng đinh còn láng o luôn này, không có bị cấn bị chày gì, gần như chưa sử dụng nha bác. Đó, rất là đẹp luôn. Có chữ nhật khắc chìm ở trên đầu búa đây nha bác. Đó, chữ nhật đóng chìm trên đầu búa. Và nó có một đầu là đầu dẹp này. Đó, đầu này thì các bác có thể sử dụng để gõ mối hàn được nhá. Đó, sử dụng gõ mối hàn, một đầu đóng đinh và một đầu gõ mối hàn này. Đó, cây này cán gỗ cũng còn đẹp này. Cây này thì nó nặng tổng thể là được 400g nha bác. Nặng tổng thể 400g. Nó cũng khá là nhẹ đấy, nên là các bác mua về sử dụng trong gia đình thì cũng rất là tiện lợi luôn. Đó. Hoặc là các bác sưu tầm cây này cũng được này, nhìn dáng của nó cũng rất là đẹp. E15 là 160.000. E16 là một cây búa bát giác. Tổng chiều dài cây này là được khoảng tầm 35,5 cm. Và chiều dài phần đầu búa là được 11,5 cm. Đường kính đầu đóng của nó thì được khoảng tầm 4 cm nha bác. Đường kính đầu đóng 4 cm. Đây, đầu búa của nó cũng còn đẹp này. Đó, các bác xem này. Chưa có bị cấn, bị chày gì, cũng gần như chưa sử dụng luôn này. Đó, đầu búa còn rất là đẹp, hai đầu đẹp nha bác. Lớp sơn mạ thì nó bị bong tróc một phần rồi. Đó. Đây, cây này thì cán còn rất là mới luôn nhá. Đó, cán mới nguyên này. Chiếc búa này thì nặng tổng thể là được
1,5 kg nha bác. Đó, nặng tổng thể 1,5 kg. E16 là 230.000. E17 là một cây búa đinh này. Tổng chiều dài cây búa đinh này thì được 40 cm này. Đó, tổng chiều dài búa đinh 40 cm. Đó. Cây này thì có một đầu đóng đinh có vân chống trơn trượt này. Đó, và ở trên phần đầu búa thì có nam châm để hít đinh nha bác. Đó, trên đầu búa này có nam châm hít đinh và có hai đầu chữ V nhổ đinh này. Một đầu chữ V nhỏ để nhổ những cái đinh nhỏ ấy bác. Một đầu chữ V lớn này. Đó, hai đầu chữ V nhổ đinh luôn. Cây này thì có thương hiệu đây các bác, LS này. Đó, tem mác còn này. Cán của nó là cán thép nha bác, và tay cầm thì được bọc một lớp cao su. Đó. Nhìn cây này thì rất là đẹp luôn này, hai đầu nhổ đinh. Cái búa này thì nặng tổng thể là được 700 g nha bác. Nặng tổng thể 700 g. E17 là 220.000. Để mã số tiếp theo là E18. E18 là một cái cây nhổ đinh loại nhỏ nha bác. Cây nhổ đinh nhỏ này. Chiều dài tổng thể cây này là được 26 cm. Dài 26 cm. Và nó có hai đầu chữ V nhổ đinh nha bác. Đây, đầu chữ V nhổ đinh đẹp này, không có bị sứt mẻ gì cả. Đây, đầu dưới này cũng còn đẹp đây này. Đó, hai đầu chữ V nhổ đinh đẹp nguyên. Lớp sơn mạ đen còn này. Tem mác cũng còn luôn nha bác. Đó, cây này các bác sử dụng để nhổ mấy cái loại đinh nhỏ nhá. E18 cái này 100.000. E19. E19 là một chiếc Eto nha bác. Đây. Chiếc Eto này thì phần miệng kẹp của nó thì rộng được là miệng kẹp nó được là 5 cm nha bác. Đó, miệng kẹp 5 cm. Đây các bác có thể thấy này, miệng kẹp khít nguyên này, không có bị hở một tí nào nhá. Đó, miệng kẹp khít đẹp này. Lớp sơn mạ đen còn này, chưa có bị bong chóc. Đó, ốc vặn này trơn tru mượt mà. Đó, không có bị kẹt cứng gì cả nhá. Đó, đây. Chiếc Eto này thì nặng được Chiếc Eto này nó nặng là 900 g nha bác. Chiếc Eto nặng 900 g, cũng còn nhìn còn rất là mới luôn. Đó. E19 là 270.000. Về mã số E20. E20 là một cái bộ mũi khoan tháp nha bác. Đó. Đây, bộ này thì nó gồm có là 3 mũi khoan tháp và 3 cái mũi khoan kiểu này nha bác. Đây. Đó, 3 mũi khoan là kiểu này. 3 mũi khoan to nhỏ khác nhau nhá. Tổng cái bộ này nó gồm có là 6 mũi khoan nha bác, 6 mũi khoan, 3 mũi khoan tháp. Đó. Đây, cái mũi nhỏ này khoan từ 4 đến 12 này. Mũi to nhất này khoan từ 4 đến 32 và mũi thứ 3 này khoan từ 4 đến 20 nhá. Đó, 4 đến 20, có các thông số ở trên từng mũi khoan này. Đó, hàng này chưa xài nha bác, còn rất là đẹp nhá. Này các bác có thể khoan khoan nhôm rồi khoan gỗ này. Đó. Một bộ mũi khoan tháp 6 mũi khoan. Bộ này thì là của hãng Unica nha bác. Đây, Unica Japan này. Đó, Unica Japan. Gồm 6 mũi khoan tháp. E20 là 220.000. E21 là một chiếc bơm mỡ nha bác. Tổng chiều dài chiếc bơm mỡ này thì được khoảng 33 cm. Và phần ống bơm mỡ của nó thì dài được 11 cm này. Đó. Chiếc bơm mỡ này thì cũng còn rất là mới luôn này các bác. Đó, rất là mới luôn, không rỉ nhá. Rất là sáng và đẹp. Còn sử dụng tốt nha bác, em có bơm thử rồi. Còn sử dụng rất là tốt. Đây có một cái quai ở phần dưới này. Đó. Đây có chữ HOC này, HOC. Đó, nhìn rất là mới. E21 là 220.000. Đó, E21 220. E22 là một cái cây mỏ led của hãng Sanki nha bác. Đây, cây này size của nó là size 150 này, 150 mini, là loại nhỏ rồi các bác. Nó dài là được 15,5 cm này, dài 15,5 cm. Đó, của hãng Sanki này, đó, Sanki Japan. Và cây này sử dụng thép là chrome vanadium nha bác, có dấu nội địa Nhật này. Cây này gần như là hàng mới chưa sử dụng luôn nha bác. Đây, miệng các bác nhìn rất là đẹp luôn này, chưa có bị chảy gì cả.
lớp xi mạ rất là sáng và đẹp luôn. Cái này thì nó nhỏ nên là các bác có thể bỏ trong thùng đồ nghề thì nó rất là tiện lợi nhé, hoặc là các bác đi đâu thì có bỏ trong cốp xe cũng được nhé, ở trong cốp xe rất là nhỏ gọn luôn. Đó, hàng nội địa Nhật. Đây, miệng khít nguyên này nha bác, không có bị hở tí nào luôn này. Đó, miệng khít nguyên. E22, cái này 100.000, E22 100. E23 cũng là một cây mỏ LED. Cây mỏ LED này là của hãng Evalu nha bác, Evalu, dòng sản phẩm EM200 này. Đó, hàng nội địa Nhật nhá, có dấu nội địa Nhật đây. Cây này thì tổng chiều dài của nó là được 21,5 cm nha bác. Dài 21,5 cm. Và miệng quả nó cũng còn đẹp này. Đó. Đó, miệng đẹp này. Đây, miệng cũng còn khít đây nha bác. Đó, miệng khít này. Đó. Nhìn cái này cũng còn rất là mới đây các bác. Cũng hàng nội địa Nhật nhá. E23, cái này 140.000. E23 140.000. E24 là một cái cây mỏ LED của hãng Baco nha bác. Đây, cây này là của hãng Baco, made in Sweden này. Đó, là hàng của Thụy Điển nha bác. Đó, size của nó là size 10 inch. Và nó dài được 25 cm nha bác. Dài 25 cm. Size 10 inch của hãng Baco, hàng của Thụy Điển này. Và cây này sử dụng là thép đen nha bác. Thép đen thì nó rất là cứng cáp luôn nhá. Đó, người ta có sử dụng rồi nên là nó cũng hơi bị tòe một xíu này bác. Đó, hơi tòe một xíu thôi. Đó, người ta sử dụng rồi nhưng mà nó còn rất là đẹp đấy các bác. Cái chất thép đen thì nó rất là cứng cáp luôn nhá. Đó. Các bác mua cây này về có thể sử dụng hoặc là sưu tầm được nhá. Hàng Baco của Thụy Điển. Đó, Baco Sweden. E24, cái này là 270.000. E24 E25 là một cái cây mỏ LED răng nha bác. Cây mỏ LED răng này là của hãng MCC này. Size của nó là size 350mm. Có dấu nội địa Nhật nha bác. Đó, có dấu nội địa Nhật. Đây, ốc vặn trơn tru này, không có bị kẹt cứng gì cả nhá. Đây, phần răng lợi của nó thì đẹp nha bác. Đó, chưa có bị cấn, bị chày gì. Gần như cũng là chưa sử dụng luôn này bác. Đó, răng trên răng dưới còn rất là đẹp này. Đó, nó có một số bụi bẩn ở trong này thôi. Các bác xem phần răng chưa có bị chảy luôn nhá. Đó, hàng của MCC thì rất là chất lượng luôn nhá. Đó. Đây, lò xo thì đẩy ra đẩy vào còn sử dụng tốt nha bác. Đó, đẩy ra đẩy vào sử dụng tốt này. Lớp sơn mạ thì nó cũng bị bong chóc mất một ít rồi. Đó, MCC có dấu nội địa Nhật. Size của nó size 350. Cây mỏ nết răng E25 này 270.000. E25 270. E26 là một cái cây kìm bấm chết tự động nha bác. Tổng chiều dài cây kìm bấm này thì được 23,5 cm. Và cây này thì người ta có đóng chìm chữ tiếng Anh này bác. Đó, đóng chìm chữ tiếng Anh này. Hai mặt của nó nha bác. Người ta đóng chìm chữ tiếng Anh hai mặt nhá. Đó. Đây, phần răng lợi cũng đẹp này các bác, chưa có bị cấn bị chày gì, cũng gần như chưa qua sử dụng luôn. Đó, răng rất là đẹp luôn này, răng còn đều nguyên nha bác. Đó. Cây này thì nó có một con ốc điều chỉnh lực ở đây nha bác, và bên trong này có lò xo này, nó sẽ kẹp tự động theo kích cỡ nha bác. Nó kẹp tự động theo kích cỡ. Đó, các bác chỉ cần bóp vào nó sẽ tự kẹp nhá. Đó, nó xi mạ sáng đẹp, kẹp rất là chắc chắn luôn này. Đó. E26 cái này 330.000. E27 là một cái cây kìm rút ri ve của hãng Kawasaki nhá. Cây này chiều dài của nó thì được 24,5 cm. Đó. Đây, có tên hãng Kawasaki này, Japan này, đó, Kawasaki Japan. Nó có 4 đầu rút ri ve nha bác. Đầu trên cùng này của nó là đầu 3.2 này. Đầu thứ hai này là đầu 2.4 này, 4.0 và 4.8 nha bác. 3.2, 2.4, 4.0 và 4.8. Đó. Còn sử dụng rất là tốt này. Đó. Lò xo rồi chốt gài đầy đủ. Cán được bọc một lớp cao su.
người ta có tặng kèm cho một cái chìa để mở các cái đầu rive đây nha bác. Một cái kìm rút rive của hãng Kawasaki. E27 là 150.000. E28. E28 một cái cây kìm kẹp nha bác. Cây kìm kẹp này là thép không rỉ này. Tổng chiều dài cái kìm kẹp này thì được khoảng tầm 23 cm. Và phần miệng kẹp của nó thì rộng được 2 cm này. Miệng kẹp rộng 2 cm. Đó, cây này là không rỉ nha bác, rất là sáng và đẹp. Có logo hình này, hình người tuyết này bác. Đó. Này hình con chim cánh cụt chứ. Đó, có logo hình con chim cánh cụt đóng chìm ở trên phần cán này. Đó. Đây, miệng kẹp đẹp nha bác. Đó, miệng kẹp nó đẹp này. Đó. Nó chỉ có một số vết ố thôi nha bác, do để ở bãi nữa. Đây, miệng kẹp khít đẹp này. Đó, phần đuôi cán này thì nó có bị tróc một ít xi thôi. Đây. Tróc một ít xi ở đây phần này thôi. Cái này thì các bác có thể sử dụng kẹp đinh, kẹp ốc vít cũng được, mà sử dụng mấy bác làm thợ hàn ấy có thể sử dụng kẹp hàn nhá. Đó, không có rỉ. E28 cái này 150.000. E29 là một cái cây khóa mở khóa 8 số nha bác. Cây này là của hãng Yamashiro này. Đó, của hãng Yamashiro. Và tổng chiều dài của cây khóa đa năng này thì được là 25 cm. Tổng chiều dài 25 cm. Đây, ở trên phần đầu này thì nó mở được khóa 14 này, 14, 17, 19 và 21 nha bác. 14, 17, 19, 21. Và đầu dưới này thì mở được là 8, 10, 12 và 13. Đó, 8, 10, 12, 13. Mở khóa lục giác nha bác. Đó, mở khóa lục giác. Một cây khóa 8 số, khóa đa năng đấy. Mấy bác sửa xe máy, sửa ô tô có thể sử dụng cây này. Đó, lớp xi mạ rất sáng và đẹp. E29 cái này 220.000. E30 là một cái cây cái cây để sử dụng đập đá lạnh nha bác. Đập đá lạnh để uống nước. Tổng chiều dài của cây này thì được khoảng tầm là tổng chiều dài cây này là 35,5 cm. Và phần lưỡi sử dụng của nó thì dài được lưỡi sử dụng nó dài 10,5 cm nha bác. Bản lưỡi thì rộng là được 4,3 cm. Đó. Đây, cây này thì người ta có thiết kế là mặt trước của nó là mặt cong này và mặt sau là mặt phẳng nha bác. Mặt trước mặt cong và sau mặt phẳng. Trên phần cán có chữ khắc chìm này. Đó, cây này không có rỉ nha bác. Các bác sử dụng để đập đá lạnh trong gia đình để uống bia uống nước nhá. Đó. Nó không có rỉ nên là nó rất là sạch sẽ luôn, cán gỗ còn đẹp này. E30, cái này 150.000. E31 là một cái cây để sử dụng quay kẽm nha bác. Đó, quay dây thép, dây kẽm này. Tổng chiều dài cái này thì tổng chiều dài cái này được khoảng tầm 25 cm nha bác, 25 cm. Và cây này thì có tên hãng đây, đóng chìm đây nha bác, của hãng Nike này. Đó, Nike, cái này cũng thép không rỉ luôn. Đó, đây. Này các bác sử dụng để đây, quay dây thép dây kẽm này. Đó, nó có một cái đầu thiết kế kiểu cong kiểu này. Đó. Không rỉ rất là đẹp nhá. E31 cái này 120.000. E32 là một cái cây cưa gấp nha bác. Chiều dài lưỡi cưa sử dụng là được khoảng tầm 20 cm. Bản lưỡi thì rộng được khoảng 3,3 cm nhé. Bản lưỡi rộng 3,3. Đây, cây này thì bề mặt lưỡi cưa em có vệ sinh cho nó sáng đẹp lên rồi nhé. Đó, răng cưa rất là sắc bén nha bác. Răng cưa đều này, các bác xem không có bị gãy hay móp méo răng nào đâu. Đó, bề mặt lưỡi cưa rất sáng và đẹp. Đó, răng rất là bén nha bác. Đó. Cán gỗ tem mát còn nguyên này. Đó, cán gỗ đẹp tem mát còn. Có chốt gài đây nhé. E32, cái này 120.000. E33 cũng là một cây cưa gỗ đấy nha bác. Cây này thì phần lưỡi sử dụng của nó thì được 2-3 cm này. Bản lưỡi thì rộng là được khoảng tầm 3,7 cm. Đó, cây này thì em cũng có vệ sinh cho bề mặt lưỡi cưa sáng đẹp lên rồi. Đó. Răng cưa rất là bén nha bác.
các bác xem kỹ này, răng không có bị gãy răng nào nhé, răng cưa đều nguyên nhé, răng cưa đều nguyên, cán gỗ hai chốt này, và lưỡi cưa thì có một cái hộp bằng gỗ nha bác, và có một cái dây chốt gài bằng dây da đây nhé. Đó. Có một dây chốt gài dây da đây, bên mặt bên này thì có một cái quai đeo này, các bác có thể đeo bên hông người này. Đó. Đó, cái hộp gỗ thì còn tem mác luôn của hãng Kabasawa Japan này. Đó, Kabasawa Japan. Một cái cây cưa gỗ E33 là 150.000. E33 150.000. E34 là một cái cây súng, một cái cây súng xịt bắn silicon nha bác. Đó, cây súng bắn silicon. Đó. Cây này thì cây này nó dài được 29 cm nha bác, dài tổng thể 29 cm. Và cây này là của hãng Quốc Pro này. Đó, của hãng Quốc Pro. Đó. Còn sử dụng rất là tốt nha bác. Đây. Đó, sử dụng rất là tốt nha bác. Đó, sử dụng tốt này. Đó, một cái cây súng bắn silicon của hãng Quốc Pro. Lớp sơn mạ còn nguyên chưa bị bong chóc nhá. E34 cây này là 90.000. E35. E35 là một cái cục rọi nha bác. Cục rọi này là của hãng Yamaguchi nha bác. Đây có logo hình con gà trống này. Đó, made in Japan này. Đó, made in Japan. Cục rọi này thì nó nặng được khoảng tầm gần 200 gram nha bác. Đó, nặng gần 200 gram. Đó, mấy bác làm xây dựng thì có thể sử dụng cục này để cân lấy đường thẳng nhá, lấy đường thẳng để xây cho tường nó thẳng đấy. Đó. Thì các bác cột dây vào đây để rọi cho đường thẳng, chuyên sử dụng cho mấy bác làm xây nhá, làm xây dựng. E35 cục này 70.000. E36 là cũng là một cục rọi nữa nha bác. Cục rọi này thì là thép không rỉ này. Đó, cục rọi thép không rỉ. Nhìn còn mới nguyên nhá. Và nó nặng 200 gram này bác, tem mác còn đây 200 gram, không rỉ nha bác, rất là đẹp luôn. E36 là 90.000. E36 90.000. E37 là một cái cây lấy dấu tự động nha bác. Đây, cây này thì hàng mới chưa xài, đây, còn nguyên bọc luôn, để em xé bọc ra này. Đó. Một cây lấy dấu tự động, là cây này là của hãng Tajima nha bác. Tajima, hàng của Nhật nha bác. Chiều dài của cây lấy dấu này thì được 13 cm này. Đó. Và đây ở bên trong này thì đó, bên trong này nó có lò xo này bác. Đó, bên trong có lò xo. Người ta có phủ một cái lớp sơn màu vàng đây, rất là đẹp nha bác. Đây, có tên hãng Tajima của Nhật. Này thì khi các bác ấn xuống thì nó sẽ tự động nó lấy dấu nha bác. Đó, đầu lấy dấu còn đẹp nguyên nhá, hàng chưa xài. Các bác có thể lấy dấu ở trên tường hoặc là trên gỗ này, trên tường, trên gỗ, trên nhôm đều được nhá. Đó, hàng Tajima. Đây, có một số cây đây nha bác. Đó. Hàng mới chưa xài. E37 này là 90.000 một cây. E37 90.000 một cây lấy dấu. Mã số E38. E38 là một cái cân điện tử hàng của Đức nha bác. Có logo hai hình người này, của hãng Guilin. Đó. Chiếc cân này thì cũng hàng chưa qua sử dụng người bác. Đó, còn nguyên bọc đây. Đây, còn sử dụng tốt này. Đây này, cân thử ra. Cái này phải đặt xuống đất thì nó mới cân được sao bác. Đây, để em cân thử cho bác xem nhé. Đó, số nó nhảy đây em bác. Đó. Còn sử dụng tốt, bình thường. Và cái cân này thì cân tối đa là được 10kg nha bác. Cân tối đa 10kg. Và độ sai số của nó thì chỉ có 1g thôi này. Độ sai số 1g thôi. Cái cân này thì nó sử dụng hai cái cục pin tiểu đây nha bác. Đó, hai cục pin tiểu. Thì khi nó hết pin thì các bác có thể ra ngoài
mấy quán tạp hóa có thể mua được mấy cục pin này thay thế này, rất là tiện lợi nhá. Đó, sử dụng cục pin tiền. Có một cái cân điện tử hàng của Đức, rất là đẹp luôn. E38 là 280.000. Mã số E39. E39 là một cái chiếc đèn pin xách tay nha bác. Chiếc đèn pin này thì nó có hai đầu đèn nha bác. Đây. Ủa, cái này nó hết pin rồi sao? À đây. Đây rất là sáng này bác. Đó. Đèn rất là sáng luôn. Đây. Hai đầu đèn điện rất là sáng nha bác. Đây nó có ánh sáng rồi nên là nhìn nó cũng còn rất là sáng luôn đấy. Cái này không có điện thì nó còn sáng hơn nữa nha bác. Cái này thì nó có một cái bóng đây, bóng điện đỏ nữa nha bác. Đó. Có cả chế độ điện đỏ nháy nữa này. Đó. Rất là sáng nha bác. Ponycam made in Japan này. Và nó có một cái cổng sạc ở đây. Đó, cổng sạc điện thoại Samsung này. Và có một cổng USB này. Đó, điện sạc là 5V nha bác. Điện sạc 5V. Đó, nó có cả một cái đèn pha ở giữa đây nữa nha bác. Đó, cái này thì hình như là nó gần hết pin rồi ạ. Nó có một đèn pha giữa đây cũng rất là sáng nhá. Đó, bác nào lấy thì về có thể sạc pin vào rồi sử dụng nhá. Đó, có một cái quai sách ở đây. Đó. Người ta có tặng kèm cho một cái dây cáp sạc nữa đây nha bác. Đó. Này sao nó gần hết pin rồi sao bấm nó không có lên cái đèn pha ở giữa này. Đó. Về các bác sạc pin vào rồi sử dụng. E39 chiếc đèn pin này là 350.000. E39 350.000. E40 là một cái máy câu nha bác. Đây máy câu này thì là máy LC6000 này, máy LC6000. Đó, nó có các thông số đây các bác tham khảo giúp em nhé. Rồi. Máy câu thì em cũng không có chuyên lắm nên là các bác xem rồi tham khảo này. Có tên hãng Zumolun này. Đó, Zumolun. Đây phần tay cầm của nó thì là gỗ này bác, rất là đẹp nhá. Còn sử dụng tốt đây nha bác. Đó, sử dụng tốt này. À, cái phần tay cầm này thì các bác có thể gập lại được này, rất là gọn gàng luôn, không sử dụng gập lại này. Đó. Đó, nhìn cũng còn rất là mới nhá. Chiếc máy câu E40 này là 200.000. E40 200. Và hôm nay thì cũng có lấy thêm được một số hộp dây câu nữa nha bác. Đây hộp dây câu này hàng của Pháp nha bác. Đó, made in France này, là hàng của Pháp. Đây, cuộn dây câu này là dây 3.0 nha bác. Và nó dài 100m. Đó, 100% là perfluorocarbon này. Đó, 100% perfluorocarbon. Đây có thông số 0.285mm này, 7.20kg này. Đó. Dây 3.0 nha bác, dài 100m. Hàng của Pháp. Này là 50.000 một cuộn nha bác. Đó, 50.000 một cuộn dây câu đây, còn lấy thêm được một số hộp dây câu đây bác, made in France. 50.000 một cuộn dây câu. Đến mã số tiếp theo là mã số E41. E41 là một cái cây cạp tròn nha bác. Tổng chiều dài của cây cạp này thì được là 21cm. Và phần lưỡi sử dụng của nó thì lưỡi sử dụng của nó được tầm 1.5cm nha bác. Đó, lưỡi sử dụng được tầm 1.5cm. Đây cây này thì có chữ khắc chìm ở trên phần cán nha bác. Đó, chữ khắc chìm trên cán này. Và lưỡi cắt của nó đẹp này bác. Đó, lưỡi không có sứt mẻ gì. Đó, các bác có thể thấy hai lưỡi nó đan vào nhau này. Đó, lưỡi khít nguyên nhá. Đây, các bác xem này, lưỡi không có hở sáng tí nào. Đó, lưỡi đẹp nguyên. Và lớp sơn mạ đen của nó còn này. Đó, dáng đuôi cong rất là đẹp. Đó, có cữ ở đây. Một cái cây cạp tròn E41 là 380.000. E41 380. E42 là một cái cây kéo cắt cành nha bác.
Tổng chiều dài cái kéo cắt cành này thì được 20 cm này. Size của nó là size 20. Đó. Đây lò xo chữ V này, chốt gài đầy đủ nha bác. Đó. Đây cây này thì lưỡi kéo còn đầy đẹp sắc bén này, không có sứt mẻ gì. Đó, lưỡi rất là khít nha bác. Đó. Đây ở trên bề mặt lưỡi kéo thì có chữ đây nha bác, SK5 Japan này. Đó, SK5 Japan. Đó. Cán của nó thì còn nguyên lớp sơn mạ màu đen luôn. Đó, bề mặt lưỡi kéo sáng đẹp. Chiếc kéo cắt cành E42 là 150.000. E43 là một cây kéo cắt vải nha bác. Cây này kéo cắt vải size lớn này bác. Cây này size 30 nha bác, dài tổng thể 30 cm. Đó. Và phần lưỡi kéo sử dụng thì dài được 13 cm nhá. Lưỡi kéo sử dụng dài 13 cm. Đây, cây này thì có chữ đây nha bác. Đó. Kaisan made in Japan này. Đó, made in Japan. Lưỡi kéo đẹp sắc bén nha bác. Đó, lưỡi rất là bén. Lớp sơn mạ còn chưa bị bong chóc. Và con ốc chốt của nó là bằng ốc đồng nha bác. Ốc đồng và cán thì được bọc một lớp cao su còn liền lạc này. Đó, một cây kéo cắt vải size lớn size 30 nhá, dài 30 cm. Đó, E43 là 250.000. E44 là một cái cây rìu chặt gà chặt vịt nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng cây này thì được khoảng tầm 12 cm. Bản lưỡi thì phần rộng nhất này là 13 cm này. Đó, phần bên dưới này thì rộng được khoảng tầm 11 cm. Đó. Và độ dày lưỡi của nó thì nó dày được 3 ni rưỡi nha bác. Nó dày 3 ni rưỡi. Và cây này của hãng Akatenki này, 2 carbon made in Japan này. Đó, lưỡi mài hai mặt nha bác. Lưỡi mài hai mặt rất là sắc bén và không có rỉ này. Đó, bề mặt lưỡi sáng đẹp không rỉ. Cái này lưỡi và khâu là đúc liền nha bác. Cán của nó là bằng cán xương và có một đinh chốt ở đây rất là chắc chắn. Đuôi cán cũng có khâu này. Đó. Cái này thì nó vừa là một cái dáng của cây rìu và dáng của một cây dao nha bác. Các bác có thể sử dụng thái cũng được mà sử dụng chặt gà chặt vịt được nhá, rất là tốt. Cái này thì nó nặng được 500g nha bác. Nặng tổng thể 500g. Đó. E44 là 300.000. E45 là một cái lưỡi rìu bổ nha bác. Chiều dài phần lưỡi rìu là được khoảng tầm 17,5 cm. Và bản lưỡi thì rộng được khoảng 7,5 cm. Lưỡi mài hai mặt nha bác. Lưỡi mài hai mặt 3 lớp thép này. Này lưỡi này thì là hàng rèn thủ công của Nhật nhá. Hàng rèn thủ công của Nhật. Đây chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi này. Hàng rèn thủ công 3 lớp thép. Đó. Đó. Bên này có khắc 4 tia này. Đó, 4 dấu gạch. Đó, bên này có khắc 3 dấu gạch này. Cái lưỡi rìu này thì nặng được nó nặng được là 800g nha bác. Nặng 800g. Hàng rèn thủ công của Nhật. E45 là 320.000. E46 cũng là một cây rìu bổ nha bác. Chiều dài lưỡi là được 19 cm và bản lưỡi thì rộng là được 7 cm. Đó, lưỡi này cũng mài hai mặt nha bác. Mài hai mặt 3 lớp thép. Bề mặt lưỡi đẹp này bác. Cây này thì bề mặt lưỡi nó không có đóng chữ nha bác. Nhưng mà nó cũng là hàng rèn thủ công của Nhật nhá. Đó, đây bên này có 3 dấu gạch này. Đó, bên này cũng có 3 dấu gạch. Đây có cái gạch đường chéo nữa. Đó, cũng là hàng rèn thủ công 3 lớp thép của Nhật nhá. Đầu đóng búa cũng còn khá là đẹp này. Đó. Cây này thì cán của nó dài được cán nó dài 45 cm nha bác. Đó, dài 45 cm. Về các bác nếu mà không thích cái cán này thì các bác có thể thay một cái cán khác dài hơn nhá. Cán khác dài hơn thì có thể sử dụng bổ củi rất là tốt này. Đó. Cây rìu này thì nặng tổng thể là được 1,5 kg nha bác. Nặng tổng thể cả đầu búa và cán là 1,5 kg. E46 là 290.000. Mã số E47. E47 là một con dao đi rừng nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này thì được 16,5 và bản lưỡi thì rộng là 5 cm. Độ dày lưỡi con này thì nó dày độ dày lưỡi con này dày 5 ni nha bác. Dày 5 ni và con này là lưỡi mài một mặt này, hai lớp thép. Đó, bề mặt lưỡi dao rất là đẹp luôn, láng mịn này, không có một vết rỗ nào cả. Đó, sống dao em có vuốt lại qua lại cho đẹp rồi. Đó, mịn màng rồi. Chữ Nhật khắc chỉ ở mặt sau nha bác.
Đó, chữ nhật khắc chìm vào mặt sau có rãnh tản lực này. Đó. Hai lớp thép. Cán gỗ đẹp chắc chắn này, khâu đầy đủ. E47 cái này là 370.000. E48. E48 một con dao chặt quả đức nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này là được 18 cm và bản lưỡi thì rộng được 9,5 cm. Độ dày lưỡi con này thì nó dày được 4 ly rưỡi nha bác. Đó, rất là dày, dày 4 ly rưỡi. Đây. Có tên hãng này bác. Willing này, Germany này, có logo hai hình người nhá. Đó, bề mặt lưỡi dao sáng đẹp. Cái này lưỡi và khâu là đúc liền nha bác. Đó. Đúc liền từ lưỡi xuống tới đuôi cán cũng có khâu này. Và cái này thì nó nặng được nặng 800 g nha bác. Đó, cái này nặng 800 g các bác sử dụng chặt gà chặt vịt thì rất là tốt nhá. Đó, nặng 800 g. Một con dao chặt quả đức. E48 là 400.000. E48 400. Mã số E49. E49 cũng là một con dao chặt nha bác. Tổng chiều dài cái dao chặt này thì được 33 cm này. Và phần lưỡi sử dụng của nó thì lưỡi sử dụng của nó dài 17 cm nha bác và bản lưỡi thì rộng là 3,5. Độ dày lưỡi của nó thì nó dày được 4 ly nha bác. Nó dày 4 ly, lưỡi mài hai mặt này. Đó, bề mặt lưỡi dao thì có những cái hoa văn rất là đẹp đây nhá. Đó, lưỡi sắc bén nha bác. Đó, lưỡi rất là dày. Hai mặt đều có hoa văn này. Và cán của nó là bằng cán thép này, có 3 đinh chốt là bằng đồng này. Có 3 đinh chốt bằng đồng. Ở cán nó có những cái vân hình như vân kiểu đá hay bác. Nó rất là đẹp này. Vân hình hình đá hoa ấy. Đó. Con này thì nó nặng được con này nó nặng là 500 g nha bác. Nặng 500 g. Sử dụng chặt gà chặt vịt rất là tốt nha bác. Đó. Con này chặt gà chặt vịt thì thôi khỏi bàn luôn. Rất là tốt. Lưỡi dao thì có một cái bọc bằng da đây. Đó, bọc da thì chưa có bị rách rưới gì cả, bọc da đẹp nguyên này. Có một cái chốt gài ở đây. Đó, chốt gài bên này thì có một cái quay để đeo nhau bác. Đó, quay đeo. Đó, một con dao chặt gà chặt vịt. E49 là 280.000. E49 280. Mã số E50 là một con dao đề ba nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng của nó là được 17,5 cm và bản lưỡi là rộng được 5,3 cm. Độ dày lưỡi của nó thì dày được 5 ly nha bác. Đó, lưỡi dày 5 ly và lưỡi mài hai mặt. À, lưỡi mài một mặt chứ. Lưỡi mài một mặt hai lớp thép này. Mặt trước của nó thì lớp sơn mạ xanh còn nguyên này, chưa bị bong chóc nhá. Đây, mặt sau này thì rất là sáng đẹp này, các bác có thể nhìn thấy rõ hai lớp thép luôn này. Đó, hai lớp thép ghép nhìn thấy rõ nha bác. Và chữ khắc thủ công ở mặt sau nha bác. Đây, chữ khắc thủ công này. Cán gỗ còn mới này. Và khâu của nó là khâu đồng nha bác. Đó, E50 cái này là 420.000. E51 cũng một con dao đề 3. Chiều dài lưỡi sử dụng con này 15 cm và bản lưỡi thì rộng là 4,5. Độ dày lưỡi của nó thì nó dày được độ dày lưỡi nó dày là được khoảng 6 ly rưỡi nha bác. Khoảng 6 ly rưỡi. Ở sát cán dày 6 ly rưỡi nha bác và mỏng dần ra ngoài mũi là còn dày 4 ly rưỡi. Đó. Và lưỡi cũng mài một mặt hai lớp thép nhá. Đó. Chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi này. Chữ khắc thủ công trên bề mặt lưỡi hai lớp thép. Đó. Con này cán của nó cán gỗ và khâu nhựa nha bác, khâu nhựa. E51 cái này 200.000. E52 một con dao đề 3 của hãng Takazuki. Chiều dài lưỡi sử dụng con này thì được khoảng tầm 21 cm. Và bản lưỡi của nó thì rộng được là khoảng tầm 6,3 cm. Độ dày lưỡi con này thì nó dày được khoảng gần 5 ly nha bác, khoảng 4 ly 8 nhá. Gần 5 ly. Lưỡi mài một mặt nha bác. Đó, lưỡi mài một mặt này. Bề mặt lưỡi dao cũng sáng đẹp này. Rất là sáng và đẹp luôn. Đây, trên bề mặt lưỡi dao có tên hãng đây các bác. Takazuki Made in Japan này. Đó. Lưỡi rất là sắc bén luôn nhá. Cái này lưỡi dao và khâu cũng đúc liền này, cán gỗ, đuôi cán cũng có một cái khâu đây. Đó. Con này thì nặng được nặng khoảng tầm gần 400 g nha bác.
là 45g, các bác sử dụng chặt gà chặt vịt cũng được này. E52 cái này 400.000. E53 là một con dao Osuba nha bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này thì được khoảng tầm 17,8 cm. 17,8 cm. Bản lưỡi thì rộng được 4 cm. Và độ dày lưỡi của nó thì nó dày được 3 ly nha bác. Lưỡi dày 3 ly và lưỡi mài một mặt này, hai lớp thép nhá. Đó, hai lớp thép. Bề mặt lưỡi dao em vệ sinh sáng đẹp rồi. Chữ khắc chìm ở mặt sau đây nha bác. Và mặt sau có cái hình phi tiêu này bác, có logo hình phi tiêu. Đó, có cái hình này cũng kiểu như hàng hệ đấy bác. Đó, hàng cao cấp của Nhật đấy. Đây, hai lớp thép. Và cán gỗ và khâu của nó là khâu sừng nha bác. Đó, cán gỗ khâu sừng. Mấy cây Osuba mà làm khâu sừng này cũng hàng xịn đấy bác, hàng cao cấp luôn. E53 cái này 380.000. E54. Chiều dài lưỡi sử dụng con này 19,5, bản lưỡi thì rộng được 4,5 và độ dày lưỡi con này thì nó dày chắc được, con này dày khoảng 2 ly nha bác, dày 2 ly. Đây, bề mặt lưỡi dao có chữ Japan đóng chìm này. Đó, chữ Japan đóng chìm SK5 này. Đó, bề mặt lưỡi dao sáng đẹp nhá. Lưỡi thì cũng còn khá là sắc bén nha bác. Cán gỗ 3 chốt chắc chắn này. Đó. E54 cái này 120.000. E55 một cái dao nhỏ để sử dụng gọt trái cây này không bác. Chiều dài lưỡi sử dụng con này 12 cm, bản lưỡi rộng 2,5. Độ dày lưỡi thì con này được khoảng 1.5 ly nha bác. Đó, con này dày 1.5 ly. Đây, bề mặt lưỡi dao cũng có chữ Japan đóng chìm lên nhá. SK5 này. Và cán gỗ cũng 3 chốt nhá. E55 cây này 90.000. E55 90.000. E56. Một cái cây dao để sử dụng cây này gọt trái cây cũng được này. Chiều dài lưỡi của nó thì được 6,5, bản lưỡi rộng khoảng tầm 2 cm nha bác. Và độ dày lưỡi thì dày 3 ly nha bác. Dày 3 ly. Con này thì của hãng là hãng Denko Mac này bác. Đó, Denko Mac chữ đóng chìm nhá. Đây có chữ Japan này. Đó, lưỡi mài hai mặt. Đó, lưỡi thì rất là sắc bén luôn nha bác. Cái này em có bôi dầu lên để cho nó chống rỉ các bác, kháng rỉ. Đó. Khâu của nó là khâu nhựa và cán được bọc một lớp cao su này. Đó, trên cán của nó cũng có chữ Nhật đây. Đó, cái này thì các bác có thể sử dụng gọt trái cây cũng được mà. Mấy bác đi câu thì sử dụng cắt dây câu cũng được nhá. Đó, sử dụng cắt dây câu. E56 cái này 100.000. E56 100. Thì hôm nay có một số món đồ nghề đây nha bác. Thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau ạ.